Nhờ, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lã Rất Đây. Đến với video ngày hôm nay chúng ta thì chúc các bạn đang xem video có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì mình lại... À không, tính ra thì cái câu giới thiệu này nó quen thuộc quá rồi. Đấy, thì đây là cái trận đấu cuối cùng của OB46. Tại vì là mai là cập nhật thứ tư lại rồi. Nên là hôm nay thì mình sẽ làm trước clip cho các bạn. Tại vì mai cập nhật thì chắc chắn là phải tới tối mới xong. Mà tối mới xong thì không thể nào mà làm kịp clip cho các bạn xem. Vậy nên là làm trước video. Có gì thì các bạn xem đỡ nhá. Đợt này thì như mình đã nói thì mình đã ổn định lại rồi. Nên là mình sẽ ra video đều hơn để cho các bạn xem. Thì trận này thì mình đang có ba bạn. Bá San, Amy và Jollibee. Ba bạn này thì không bạn nào có mic. Hơi buồn ta. Thôi không sao, chơi đỡ. Ê, có thanh niên chạy xe đi rồi kìa anh em ơi. Sao anh em lại để cho bạn ấy chạy đi mất tiêu thế này? Trời ơi. Rồi xong, chạy được luôn. Thôi không sao. Cho bạn ấy đi, bạn ấy còn cứu đồng đội. Vào kho quân sự làm gì? Đen thôi, đỏ quên đi. Lần sau chưa nhảy kho quân sự ra nhá. Đấy, kho quân sự là dành cho mấy ông tay to. Đồng đội mình tay to nên là mình nhảy ké cùng thôi. Quá trời đồ luôn. Hôm nay mình có nên bắn lại cái AK này không ta? Lâu lắm rồi bắn AK nhỉ. Ngày xưa AK là một thứ gì đấy mà phải nói là rất chi và này nọ. Nhưng mà bây giờ thì AK xuống dốc rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là sắp tới ấy, thì cây AK nó sẽ trở lại ngôi vương thôi. Lý do là bởi vì thường thường mấy cây súng ở trong game Free Fire này nó theo một cái thứ tự các bạn. Ví dụ nha, ngày xưa Famas là mạnh nhất. Xong rồi thời gian sau là tới AK và SK. Rồi bây giờ là nó lại quay lại Famas. Thì chắc mình nghĩ sắp tới thôi là cây AK nó sẽ có một thứ gì đấy nó thay đổi, làm cho cây AK nó mạnh lên. Còn cái thời mà One Shot nó mạnh ấy, thì cái thời đấy thì nó lại là SKS này, chim gõ kiến này. Nhưng mà nó cũng không được lâu, chỉ được một thời gian thôi. Bây giờ game của chúng ta, người ta không có chú trọng là bắn vào đầu nữa. Người ta đã giảm rất là nhiều rồi. Qua nhiều phiên bản thì các bạn đã thấy rồi đúng không? Nào là giảm sát thương khi mà bắn vào đầu của súng trường, súng tiểu liên, rồi súng trường tầm xa, rồi lại còn ra thêm mũ level 4. Xong rồi lại còn tăng thêm máu của nhân vật. Nên là cái one shot với lại bắn vào đầu nó không quá quan trọng nữa. Ngày xưa là anh em có kiểu one shot, tức là kiểu như là bắn một viên là có một kill. Nhưng bây giờ tôi đố ông nào mà one shot được đấy. Trừ khi là phải kiểu như là không hề có mũ hay là mũ cùi. Súng thì phải súng xịn thì may ra mới bay đầu được, one shot được. Chứ còn bây giờ để one shot thì quá là khó đi. Mà các bạn biết rồi, thường thường ấy, cái one shot ấy nó cũng như là đánh sổ số ấy. Kiểu như là nếu như mà trúng vào đầu một viên mà địch nằm xuống thì ngon. Nhưng mà cái trường hợp mà địch mà không nằm xuống mà kiểu như one shot xịt ấy, thì cái tâm súng nó sẽ lên trời. Và để mà kéo được cái tâm súng xuống ấy và đặt được trái keo hay là những cái xử lý khác ấy, thì nó sẽ mất thêm một cái thao tác. Và cái lúc mà chúng ta mất thao tác là cái lúc mà chúng ta dễ bị địch gọi là hồi vã thương nhất. Nhưng mà bây giờ thì kể cả là trúng hay là trượt thì nó cũng không tiêu diệt địch được ngay. Vậy nên là địch kiểu gì cũng có thời gian để đặt keo hoặc là có thời gian để hồi phục. Nên là gần như bây giờ chẳng ai chơi one shot nữa rồi. Ít lắm các bạn ơi. Bây giờ thì chủ yếu là sẽ chơi hệ vút tâm là chính. Tức là chúng ta sẽ kéo lên thôi. Lên thì lên mà không lên thì thôi. Đấy. Ngày xưa thì anh em còn hay chỉnh độ nhạy để mà vút tâm nó dễ. Rồi mình cũng hay chia sẻ với các bạn về cái độ nhạy khi mà vút tâm. Nhưng mà bây giờ mình thấy nha, đa phần là các bạn toàn để mắc hết à. Tại vì chúng ta sẽ để mắc hết lên, xong rồi chúng ta tập từng cây súng một thì nó sẽ ok hơn. Đấy. Tại vì là nếu như mà các bạn mà cứ chỉnh kiểu như là ít một ấy, thì qua mỗi phiên bản nha, nó lại cập nhật một kiểu khác. Nên là các bạn sẽ lại phải tập lại từ đầu, thì nó rất là cực. Nên là bây giờ ấy, mình nghĩ là các bạn cứ cho mắc hết lên đi. Xong rồi ví dụ như là súng khó vút thì chúng ta từ từ chúng ta tập. Tức là chúng ta sẽ không quan tâm tới độ nhạy nữa, mà chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cái cảm giác tay thôi. Tức là ví dụ nhạy quá thì chúng ta kéo nhẹ thôi, còn mạnh quá thì chúng ta kéo nhẹ lại. Đấy, như vậy là xong rồi.
Còn mỗi cây súng thì nó lại có một cái kiểu như là cái cảm giác kéo nó khác nhau nha. Có cây kéo nhẹ thôi là lên, nhưng mà có cây phải kéo mạnh lắm lên đấy. Thì cái này thì các bạn phải tập thôi chứ không có cách nào hết. Chỉ có mỗi một cái độ nhạy là mình khuyên các bạn cứ để mắc hết cho mình, dễ bắn dễ chơi mà đỡ phải đau đầu. Cứ suy nghĩ nhiều làm gì. Rồi, Lia. Xong rồi anh em ơi. Có một team 2 người à. Ở đây. Bên này có người nữa này. Ẩu. Không thèm đặt keo là dính đòn liền. Có một người thôi à. À, có một cái mà mình quên nói với các bạn. Đó là khi mà các bạn vuốt tâm ấy. Không, bây giờ mình sẽ nói là vuốt tâm đi, mình không nói là kéo tâm nữa nha. Tại vì chính xác thì nó là vuốt tâm. À, khi mà các bạn mà vuốt tâm ấy, nếu như mà tốt nhất thì các bạn nên chỉnh cái tâm của cái cây súng khi mà các bạn chuẩn bị bật ngắm. Nó sẽ ở tầm phần ngực của địch nha. Thì chúng ta kéo nó sẽ dễ lên hơn. Và nếu như mà có vuốt trượt ấy, thì nó vẫn bắn vào người. Và nếu như mà xui xui ấy, thì nó vẫn đẩy một hai viên lên đầu. Nhưng mà thường ấy, thì khi mà các bạn bắn đúng không, thì cái việc mà thấy địch một cái mà để tâm lên được cái phần ngực của địch ấy, thì nó sẽ rất là khó. Tại vì nhiều khi nó xa, ví dụ chúng ta nhìn làm sao mà biết được phần ngực nào, phần bụng phần nào đúng không. Vậy nên là cái cách mà mình cho là dễ nhất, đó là các bạn cứ để tâm của cây súng cao hơn đầu địch. Đấy, tầm cao hơn đầu địch một tí, như cái vương miện mà mình đang đội trên đầu này. Đấy, thì xong rồi chúng ta bật ngắm là nó sẽ bắt tâm vào người, xong rồi các bạn kéo nhanh lên là được. Còn cái phần mà bắt tâm vào ngực hay là cổ thì chủ yếu là sẽ bắn ở tầm gần là chính nha. Còn tầm xa thì các bạn cứ để tâm cao hơn đầu là được. Cây súng mà mình thấy dễ kéo tâm nhất đó là cây AUG với lại cây X-M8. Hai cây này là do nó ống ngắm 2X nên là kéo nó dễ. Còn ống ngắm 4X thì kéo nó sẽ khó hơn bình thường một tí nha. Mình không biết là các bạn sao nhưng mà mình thì mình thấy vậy đấy. Còn đối với lại nhìn xung quanh thì là kéo dễ nhất rồi. Nhưng mà nó phải đủ khoảng cách cơ. Chứ còn gần quá như kiểu sọt găn thì khó để mà bắn lên đầu lắm. Chỉ các bạn vuốt tâm xong cái làm mình lại nhớ tới một YouTuber ngày xưa cũng hay chỉ anh em chỉnh độ nhạy để mà vuốt tâm với lại one shot. Không biết là có bạn nào còn nhớ không ta? Bạn nào mà nhớ comment thử cái tên coi mình xem là có đúng với lại cái ý mà mình đang nghĩ không. Ừ, có hai người. Đợi mình tí. Rồi cục bột này. Ô, anh em làm luôn rồi à? Đang tính đụng nhẹ 2 kill nữa nhưng mà đồng đội mình làm mất 1 kill rồi. Thì cái YouTuber mà mình muốn nói tới đó chính là Toàn Tây nha các bạn. Cũng là một YouTuber gọi là sau mình một tí, nhưng mà cũng có thể gọi là thời gọi là gần đầu đấy. Thì cũng hay chỉ các bạn cách chỉnh độ nhạy, chỉnh vuốt tâm. Toàn Tây ngày xưa cũng là một thành viên của WAG đấy. Nhưng mà không biết là bây giờ còn không ta. Chắc là bây giờ Toàn Tây hình như là rời đúng không nhỉ? Tại vì là mình cũng không xem kênh của Toàn Tây nhiều nên là mình cũng chẳng biết là Toàn Tây còn trong WAG hay không. Ngày xưa WAG nhiều người nổi lắm. Nhưng mà bây giờ thì thấy còn vài người nổi nhưng mà toàn mấy người của ngày xưa thôi mà. Chứ bây giờ thì ít thấy người mới. U4 rồi Mai Gaming đổi thứ thì cũng ngày xưa mà đâu phải là bây giờ đâu các bạn. Bây giờ thì chỉ vừa mới nổi lên một xíu do cái đợt vừa rồi đi chung kết thế giới. Nhưng mà hơi buồn là không được lọt vào top 6. Nói chung là mình cũng xem nhưng mà thấy hơi tiếc thật. Tại vì cái pha bo cuối mà WG mà vào bo được với lại cái cây M79 thì thôi rồi chứ. Kiểu gì thì kiểu chẳng lên top 6. Mà đen thôi, đỏ quên đi. Thôi năm sau làm lại. Không biết là năm sau WG còn bắn chúng ta. Rồi. Bên chỗ đồng đội mình hình như là đang có địch như sao ấy. Ơi, thư cuti. Hay quá, đồng đội tôi ăn kill rồi. Phía sau lưng tôi có người nữa. Được không anh em ơi? Rồi, go. Xong rồi. Thanh niên này tính nhảy xuống để gạt. Dễ gì ăn được đồng đội mình. Nào, xem có đồ gì không?
Rồi đi. Ok á. Trời ơi, đồng đội tôi lại nằm xuống bên kia rồi. Đây, mình tránh mình cứu cho. Chỗ này có máy cứu mà. Vẫn kịp để mà cứu. Rồi, xuống đi bạn. Trận này đồng đội mình không ai có mic, nên là mình phải nói một mình. Nó hơi buồn. Ê, à không phải, mình nhìn nhầm thôi. Còn 6 người à. Ok ạ. Sao trong đây đầy chỗ nhảy đi không nhảy, nhảy ngay ra cái chỗ đồng không quạnh ấy nhờ. À, trong này có người này. Đây rồi. Rồi lượm. Rồi xong rồi. Không ai cứu à. Ây dài, đồng đội mình không thèm cứu luôn kìa. Nhưng mà góc này khó cứu quá à. Cứu được không ta? Ờ cứu được đấy anh em ơi, cứu đi mình cover cho. Anh em cứu đi mình cover cho. Su mình có su rồi nhưng mà chỗ này lại không có máy cứu. Thế mới đau đầu chứ. Bên dưới xưởng có khi là có người đấy. Còn 11 người nữa lận. Ờ, à, anh em tôi lên hết đồi rồi à. Hợp lý đấy. Chắc là bo nó sẽ thu về bên trên đấy thôi. À, vừa nói xong, bo lại thu về đây. Thông thường thì những cái bo cuối này là bo nó sẽ hay giật về những cái sườn đồi, những cái địa hình cao. Mà hôm nay nó lại giật xuống dưới à. Nhưng mà tầm giữa giữa đấy thì cũng cao mà. Chẳng qua là không cao bằng ở trên này thôi. Vâng, đồng đội tôi đang sục ở bên trên. Được gì không? Hay đừng nói ông số 4 lại chuẩn bị bắn gục ấy nha. Tôi là tôi thấy hơi nghi ấy nha. Ủa? Mấy thanh niên cuối cùng đang ở đâu ta? À đây rồi. Gục một. Gục một rồi nha anh em ơi. Ờ, yếu một chỗ này. Ôi dồi, đồng đội tôi đi quả xe hay quá. Rồi, thanh niên cuối cùng. Không nào ta. Còn người cuối cùng anh em ơi. Ủa, bạn nào kêu chưa kêu ấy. Nói bé quá, chẳng nghe thấy gì cả. Ê, còn kêu cuối cùng đấy, bạn ăn được thì bạn ăn đi bạn. Ở đây rồi, chúc bạn số 2. Ok, đi. Ấy, do là bạn số 2 chứ bạn số 4 là mình nhường kill rồi đấy. Rồi, và chắc là trận đấu ngày hôm nay cũng đến đây thôi nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha. Bye bye.